Hai cái tên được cho là sẽ giật giải Oscar trong hạng mục phim hay nhất trong năm nay. Nhưng theo mình thì cái tên thứ hai có thể sẽ giật giải. Chỉ còn một ngày nữa là lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ chính thức diễn ra. Và hai cái tên đó chính là một, The Power of the Dog. Nhiều trang báo, nhà phê bình đã cho rằng phim này sẽ giật giải phim hay nhất trong năm nay bởi The Power of the Dog nắm trong tay đến 12 đề cử Oscar những hạng mục khác nhau. Phim lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ năm 1925, xoay quanh gia đình gồm hai anh em. Cả hai cùng là chủ nông trại giàu có nhưng tính cách và ngoại hình đó nghịch nhau. Người anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, gia trưởng độc đoán, cứng cỏi nhưng thực chất chỉ để cố che giấu bí mật xu hướng tính dục của bản thân. Phim được giới phê bình đánh giá cao từ phần kịch bản, đạo diễn cho đến diễn xuất, đặc biệt là chủ đề nam tính độc hại được khắc họa đậm nét của hình ảnh cao bồi Mỹ. Mặc dù vậy nhưng nhiều người vẫn cho rằng The Power of the Dog có thể sẽ không chạm tay đến tượng vàng bởi phải còn dè chừng cái tên sau đây. 2. Coda. Coda không phải là một bộ phim được PR rầm rộ nhưng nó hội đủ những yếu tố để có thể giật giải Oscar năm nay. Coda là từ viết tắt của Child of Deaf Adult, dùng để chỉ những đứa con được sinh ra và nuôi dạy bởi những bậc cha mẹ là người khiếm thính. Tác phẩm kể về gia đình 4 người, trong đó có 3 thành viên đều là người